WhatsApp thì có em vẫn là mình Tô Mà Thơ đây, và như tiêu đề của clip hôm nay mình sẽ cùng reaction team Akatsuki nha anh em ơi. Và trong Akatsuki thì có những con nào nên mua và những con nào không nên mua nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là đội hình Akatsuki rồi gồm có những vị tướng nào, thì đây chúng ta cùng bắt đầu vào nhá. Team Akatsuki thì đầu tiên là gồm có Pain này, Itachi này, và Daidara này, và thêm cả Colan nữa, Kisame này, ok, và Hidan tóc khá bảnh, Sasori, và cái con này thì mình quên mất tên rồi, nhưng mà đại loại là nó có cái chiêu moi tim, mình nhớ tên thôi là được. Ok, cũng lâu lắm rồi không xem Naruto nên là quên hết tên những vị tướng. Kakuzu, còn Kakuzu, đúng rồi, Kakuzu mấy ông. Ok, Kakuzu nhá. Lâu rồi không chơi quên hết, đáng chí quá. Ok, thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải sàng lọc ra những vị tướng nào mà nó có thể nói là mạnh và yếu trong cái team này rồi. Thì những con mạnh nhất trong team này thì mình nghĩ là Pain là mạnh nhất này. Sau đó sẽ là Itachi nhá. Itachi rồi đến... những đề mình đang chỉ nói là những vị tướng mạnh nhất của Akatsuki thôi. Thì theo mình là hai con này là hai con mạnh nhất trong Akatsuki. Nếu anh em có nhiều tiền có thể mua Nagato cũng được, nhưng mà đều có tiền đâu. Và đây là hai con mạnh nhất, còn đây là những con trung bình mà anh em có thể chơi. Kisame, Hidan, tank cũng khá ổn. Sasori gây sát thương, và cả cái con Conan này cũng gây sát thương khá là ổn nữa. Đó là những vị tướng tầm chung, và cả Daidara nữa gây sát thương đằng sau càng cực kỳ là khủng nữa. Và cái con phế vật nhất ở trong cái team này mà mình khuyên anh em là không nên mua, đó chính là cái con Kakuzu. Kakuzu và một cái con khốn nạn nữa, đó chính là cái con Tobi này. Hai con chuyên gia bóp tem, mình sẽ vào cho mấy anh em xem. Nó có cái chiêu Kalui, nhưng mà phải nói là Kalui cực kỳ là bóp luôn. Trong thời gian Kalui nó sẽ kiểu như là hoàn dịch chuyển đối phương bất kỳ biến mất đi ấy. Và kiểu như là nó sẽ cái đối phương không thể nào gây tấn công anh em, nhưng mà anh em cũng không thể nào đánh lại được. Nói chung là nó cực kỳ là phế vật luôn. Cái con phế vật đây là hai con này hoàn toàn là phế vật luôn, con Kakuzu này với cả con Tobi. Nếu ông đừng đến mua vào sẽ hối hận cả đời đấy. Ok, và team Akatsuki thì mình, nếu mà Akatsuki mà thường để mang đi luyện công thì mình thường chơi theo đội hình như thế này. Hai bé này cộng thêm cả bé Kisame nữa. Đó là cái đội hình mà mình hay chơi để mang đi luyện công đấy. Còn Pain, nói chung là con Pain là mạnh nhất rồi. Pain với cả Itachi là gần như là cân team luôn. Kisame với cả mấy con khác này nó chỉ kiểu như là phụ họa thôi. Thực ra thì anh em mình có thể nhìn thấy là Pain với cả Itachi của mình sát thương gần hết, mấy con khác là chả có gây chết thương nhiều. Ok, nhà mình sẽ vào đánh ghiêu chiến. Ok, lâu lắm rồi chưa vào. Xem là ui dồi ôi, toàn đội hình mạnh như này ai mà chơi. Trời, mình sẽ 64 à. Chọn Pain này, Itachi. Trận này sẽ chơi toàn Akatsuki thôi nhá. Daidara này, Sasori, thêm cả cái con Kisame nữa đi. Itachi phải đi cùng cái Kisame mấy ông. Đó, ngon ngọt sớt. Trời, một hit one hit luôn. Căn bản là ông này level thấp hơn tôi nên là tôi mới dám chơi cái team này thôi. Thực ra nếu mà level cao thì ai dám chơi mấy ông. Ok, không đùa nữa, mình sẽ đánh một team thực tế nhá. Sẽ chọn bạn cấp 75 này đi. Cấp 75 có vẻ khá là kinh khủng đâu mấy ông. Conan băng vệ sinh thì không biết có ăn được lỗi không, nhưng mà có Pain với cả Itachi gánh team chắc là ăn được. Ui dồi, may quá trời. Itachi mấy ông có thể thấy là khống chế toàn bộ team bạn, nhưng mà nó quay lại cắn trả team tôi trời. Hình như là bị hiệu ứng khống chế gì sao. Đại loại là chết rất là lãng xẹt. Và còn một con trong team Akatsuki nữa mà mình quên chưa giới thiệu cho anh em, đó chính là cái con Zetsu này nè. mình cũng đã từng review về con này rồi. Và cái con Zetsu này thì nó kiểu như là
nó sẽ đại loại là kiểu như là một con tanh, nó không mạnh lắm đâu, mình không khuyên anh em nên mua đâu, nhưng mà nếu anh em nào mua con đấy thì cũng có thể mang đi ninja viện trinh được, rất là ổn, mình nghĩ là vậy. Mình đã từng chơi con Zetsu đi ninja viện trinh ở mấy cái màn thấp tầm 6 mấy năm mấy, mình thấy nó cũng khá là ổn. Ok, và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Và nếu anh em nào thấy clip của mình hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Hình như tôi chiều các em quá nên các em quên sắp kênh của tôi rồi.